có bến cano đi ra ngoài bờ sông nè. Là tổng diện tích là chú muốn bán là bao nhiêu vậy? Tổng diện tích nó 1.746 mấy vuông. Bảy trăm bốn mươi sáu. Đây là dừa. Trừ lại chắc cũng hay, chắc cũng gần 100 mét rồi. Mà giờ giấy tờ làm con đường đó tách ra sao á? Không có đường nó về đăng ký vô. Cái đất này không? Là đất trồng cây hả? Trồng cây lâu năm rồi, chứ không được, không có đất giờ mình lên. Tại giờ đó miếng đất này của bà già nó xuống đây nè. Nó tới ngày đó, ngày đó nên nó cua nó quậy qua đây. Nó coi nó đi tới đâu đó nè. Nó mới ảnh này coi này. Từ cái mép mới đây chú, từ cái đây luôn cho ta đất đụng đất cho nó đẹp luôn. Xuống đây băng ngang qua đây cho rồi đó mình đo lại như nó ra nhiêu đất thẳng một cái như ở đây là hình chữ nhật đó. Thank you.